Chiều ngày 15 tháng 6, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn Số hóa báo chí, đổi mới tư duy và lễ tuyên dương giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2023. Chương trình được thực hiện bởi Đoàn cơ sở báo Sài Gòn Giải phóng, Chi đoàn báo Pháp luật thành phố và Liên chi đoàn báo Tuổi trẻ, Đoàn cơ quan thành đoàn. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải phóng chia sẻ, khá nhiều cơ quan báo chí như Tuổi trẻ, Pháp luật, Phụ nữ, Thanh niên, Sài Gòn Giải phóng đều đã thiết kế riêng những lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hướng đến hiệu quả hơn trong tương lai. Không thể phủ nhận công nghệ hiện tại tạo ra nhiều tiện ích, thách thức, đòi hỏi các đơn vị báo chí phải đổi mới tư duy, cách làm để bắt kịp môi trường làm việc hiện đại, giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy và có sức hút đối với độc giả. Ban tổ chức mong muốn cung cấp góc nhìn tổng quan và dữ liệu về quá trình chuyển đổi số báo chí tại khu vực Đông Nam Á, tại Việt Nam đến các nhà quản lý, nhà báo, phóng viên trẻ, sinh viên chuyên ngành báo chí truyền thông các trường đại học đến tham dự hôm nay. Diễn đàn còn mong muốn đặt ra vấn đề lớn hơn trong việc xây dựng nền báo chí trước bối cảnh kỷ nguyên thông tin số, truyền thông số. Đó là nắm bắt xu hướng phát triển báo chí hiện đại, đề xuất các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp về hoạt động nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, hướng đến việc thay đổi tư duy để tiếp cận công nghệ, phương thức làm báo hiện đại hơn. Đến với diễn đàn có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các diễn giả, đó là tiến sĩ Anvaida Kalidasan, giảng viên bộ môn Asian Media and Communication, ngành truyền thông chuyên nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, nhà báo Đỗ Thiện, thư ký tòa soạn, trưởng ban truyền hình đa nền tảng, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, và ông Hoàng Anh Tuấn, quản lý sản phẩm tại Coder School. Theo tiến sĩ Anvaida Kalidasan, việc trang bị các nền tảng kỹ thuật số giúp các cơ quan báo chí tiếp cận nhiều hơn với các nhà quảng cáo, từ đó tăng doanh thu. Các công nghệ mới giúp việc quản lý ở các tờ báo được tinh gọn hơn, công việc được xúc tiến nhanh hơn. Nếu không áp dụng chuyển đổi số, các cơ quan báo chí có thể đối mặt với việc chi phí sản xuất tăng lên, nội dung đưa đến độc giả sẽ bị hạn chế, và đặc biệt là ảnh hưởng việc mở rộng thị trường. Nếu các tờ báo không tiến tới các nền tảng trực tuyến, thì kho bạn đọc của đơn vị đó sẽ bị giới hạn ở các kênh truyền thống, không tiếp cận được với bạn đọc nước ngoài và khó có thể tiến ra thế giới. Còn theo nhà báo Đỗ Thiện, trưởng ban truyền hình đa nền tảng báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nếu các cơ quan báo chí mua sắm nhiều công nghệ và cố gắng tạo ra những sản phẩm báo chí mới mà vẫn giữ tư duy cũ, tòa soạn vẫn mô hình cũ, bạn đọc trải nghiệm cũ, còn nhân viên đi làm vẫn thấy mình đứng ngoài cuộc chơi, thì mọi nỗ lực chuyển đổi số báo chí sẽ không có hiệu quả. Chuyển đổi số trong báo chí hay trong kinh doanh thì cái tỷ lệ thành công nó cũng không nhiều, thậm chí nếu không muốn nói là nó rất ít. Và để chuyển đổi số trong một cái thời gian ở Việt Nam, cái nền báo chí Việt Nam nói chung, và để những cái mục tiêu mà đề án về chuyển đổi số báo chí của chính phủ đã đưa ra đạt được trong thời gian, thì chúng ta cần một cái thời gian dài để thay đổi cả về vấn đề nhận thức, vấn đề tư duy, và cả về vấn đề bổ sung lại cái nguồn lực để chúng ta đầu tư cho lâu dài. Với báo chí số hóa thì một cái lĩnh vực thiên về nội dung, về content rất là nhiều, thì những cái công cụ AI gần đây nhất là Generative AI, ví dụ như ChatGPT, là một trong những cái ứng dụng đánh vào trong cái thị trường content rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho báo chí có thể, ngành báo chí có thể xem cái cách để thu thập dữ liệu, tổng kết dữ liệu của ChatGPT nó như thế nào, xong rồi mình áp dụng nó vào trong cái cách mà chúng ta phát triển. Diễn đàn thu hút khá đông các bạn trẻ là sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên, biên tập viên ở các báo tham gia. Trong thời đại mà báo chí đang chuyển đổi số thì tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân, phóng viên, biên tập viên đều phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể phục vụ trong công việc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời đại 4.0, và tham gia những buổi tập huấn, những khóa học kỹ năng để có thể trang bị cho mình nhiều kiến thức bổ ích phục vụ trong công việc. Và đặc biệt là một trong những buổi tọa đàm mà tôi cảm thấy rất là hứng thú, đó là buổi tọa đàm về số hóa báo chí ngày hôm nay do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh
và báo Tuổi Trẻ thực hiện cũng là một trong những buổi tọa đàm về số hóa báo chí rất là bổ ích, cho nên là tôi đã tham dự để có thể với hy vọng là có thể tìm hiểu và có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như là nhiều kiến thức về số hóa báo chí để có thể phục vụ cho công việc ạ. Chuyển đổi số trong báo chí nó rất quan trọng đối với những người làm chuyên môn cũng như là những người mà muốn tiếp cận với báo chí. Tại vì muốn tuyên truyền thì mình cũng phải tận dụng công nghệ, tận dụng mạng xã hội. Thì vấn đề mà chuyển đổi số nó cũng đóng góp một phần quan trọng trong cách mình tiếp cận với bạn đọc nhiều hơn. Thì là một người trẻ đang công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng thì mình cũng muốn các bạn trẻ ở những nơi khác cũng như Sài Gòn Giải Phóng có thể mình tạo ra những bước đệm về chuyển đổi số, về công nghệ. Mình phải thích nghi với nó theo từng thời kỳ, từng giai đoạn. Thì từ đó mình đưa ra những cái công việc cũng như là lối sống của mình cũng phải thích nghi theo công nghệ để cho bạn đọc, lan tỏa đến bạn đọc được nhiều hơn. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên cũng chia sẻ góc nhìn về số hóa báo chí từ kinh nghiệm cá nhân. Theo ông Nguyễn Hoàng Nguyên, chuyển đổi số báo chí đầu tiên là chuyển đổi về tư duy. Thứ hai, không cần thiết phải tốn nhiều chi phí trang bị phần mềm tiên tiến, mà tùy theo điều kiện của từng cơ quan mà ứng dụng phù hợp với tôn chỉ mục đích, lộ trình phát triển. Thứ ba, chuyển đổi số báo chí không chạy theo lượt truy cập, view, mà nhằm phục vụ độc giả. Thứ tư, số hóa báo chí để tạo ra doanh thu tốt hơn bằng quảng cáo hay tài trợ từ các doanh nghiệp cũng là quan điểm cần suy nghĩ thấu đáo. Vì để chuyển đổi báo chí tốt, nội dung cần xoay quanh độc giả, lấy độc giả làm trung tâm, để đích đến cuối cùng là đến từ sự chi trả của độc giả, chứ không phải từ nguồn quảng cáo. Và những đoàn viên thanh niên ở các cơ quan báo chí phải tự làm mới mình mỗi ngày, tự học, sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo không làm ảnh hưởng đến công việc của mỗi chúng ta, vì nó không thay được tư duy, độ nhạy cảm, bản lĩnh chính trị của một nhà báo. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng tiến hành tuyên dương 30 gương ngòi bút trẻ cấp khối năm 2023, đã có thành tích nổi bật trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn và có nhiều cống hiến cho đơn vị và xã hội.